Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Okay, hôm nay thì chúng ta sẽ không có chơi game mà chúng ta sẽ cùng với Nhi reaction cái video MV Tết của Play Together. Thì cái MV này nó đã được lên sóng cách đây 3 ngày rồi. Play đã đăng lên kênh TikTok nè, cũng như là fanpage được 3 ngày rồi. Thì tất nhiên là cái video này không phải là cái video reaction lần đầu tiên thấy MV, mà là video reaction kiểu là Nhi sẽ cùng với mọi người giải mã những cái chi tiết nào trong MV mà mọi người không hiểu, hoặc là Nhi đoán mọi người không hiểu, và cũng như là phân tích những cái điểm trong video nha, cũng như là Nhi sẽ cố gắng diễn tả lại chân thực nhất cái cảm xúc mà lần đầu tiên Nhi thấy cái video này. Ok, cùng vào video nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ lên trên TikTok Play Together BNG để mà tải cái video này về. Bởi vì là nếu như mà mình xem trực tiếp trên cái kênh TikTok á, thì nó sẽ hơi bị trắng bởi những cái tiêu đề nè, việc xúc nè, hay là những cái phần bình luận, tim các thứ. Nên là mình sẽ tải về trước và mình sẽ xem trực tiếp trên máy ha. Ok. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái video này một lượt trước khi mà chúng ta đi phân tích từng cái đoạn một nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm một lượt để nó chạy hết một lèo, mọi người xem một lần ha. Play together, chất nào làm nên tết chất. Thì do má hơi mùi we on the mic. Mùi ấm áp hơi đã gặp còn bao thân thấy. Đáng yêu thế nào mà người mình là chất kiêu sáng tạo này. Và ai chẳng muốn mình xin đứng hình dầu thì ngon tỳ thì quậy sự là hết mình. Chắc tụi này là chất chơi buồn chán á, tụi này không rảnh hơi vô lo thảnh thơi, còn việc nhà ba bây giờ là sống tất rồi. Tuyệt vời go go hard ngõ tốt dừng on fire, diễn như là ngõ diễn như là tốt không thể đỏ này. Cá tính chơi khả dính là còn siêu cầu gặp dần là phải say wow, thử thách nào cũng dám đương đầu, phong cách như nào không ngại show. Đây là chất cầu cá tính yo. Ok, we are team thân tí xích lại gần hơn tí, chất nghệ ta tài nhìn cho kỹ này, thời trang phong cách lại còn lách lơi, thông minh như thân chất như thìn, còn nghệ cả cụ hỏi đi. Ok, cái video này nó sẽ khoảng 2 phút mọi người ạ. Thì chúng ta sẽ cùng đi từ đầu luôn. Trong video này thì mọi người sẽ dễ thấy có những cái nhân vật rất là hot, những cái người nổi tiếng như là chị Xin nè, chị Mai Ngô nè, anh Nicolene nè. Còn lại thì trong game á, thì mọi người sẽ quen thuộc với những gương mặt như là chị Hạt Tiêu, Chu Ki, hay là nếu mọi người quen ông mình nữa thì cũng tính luôn ha. Đó, thì ngoài ra có những cái anh chị là những người mẫu diễn viên khác nữa thì cùng tham gia gọi là mô phỏng lại 12 con giáp ở trong cái MV này. Thì cái chất đầu tiên á là chất kiêu sáng tạo, là chất của tụi mình, sẽ bao gồm mình, Sương Nhi, chị Hạt Tiêu với lại anh KB. Ok, thì mình sẽ đi từ đầu luôn ha. Mọi người sẽ thấy là từ đầu là sẽ chị Mai Ngô đọc cái câu chất nào làm nên tết chất, thì cái câu này là kiểu slogan của cái sự kiện đợt này luôn á mọi người. Và có một cái điều bật mí từ cái bức ảnh đầu tiên này, như sẽ bật mí ở cuối cái video này nha, mọi người nhớ xem hết video để xem là cái bí mật đó là cái gì ha. Thì ok, từ đầu là chị lại sẽ là chị Mai Ngô, và tiếp theo sẽ là anh Nicolene, rồi tới Xin, tới Chu Ki, tới mình, tới anh Gia Huy và chị Tiêu. Thì câu này sẽ là chất nào làm nên tết chất, mỗi người đọc một chữ. Play together, chất nào làm nên tết chất. Thì do ở thì mà vô cái đoạn đầu á, mọi người sẽ thấy là ba tụi mình đại diện cho ba cái con vật là Mão, Hợi, Mùi. Mão á là chị Tiêu, Hợi là mình, còn Mùi á là anh KB. Thì mọi người thấy là tụi mình sẽ được hóa trang kiểu như là gọi là những cái đặc điểm của những cái con vật đó. Và cái chất của tụi mình sẽ là chất kiêu sáng tạo, nên là toàn bộ màu của cái team tụi mình sẽ là màu hồng ha. Lúc mà bọn mình diễn thì bọn mình sẽ tạo những cái giá trị dễ thương để mà ở Play có thể cắt ra và ghép vào cái bài hát này. Mùi ấm áp hơi đã gặp còn bao thân thấy.
Trời ơi dễ thương quá. Rồi cái đoạn này á sẽ là tôi, chị Tiêu với là anh KB sẽ cùng nhau ở trang trí cái cây gọi là cái cây mai mà bằng len này, và kiểu là trang trí xong mình sẽ kiểu check in đó mọi người, check in với cây mai mít gì ta gọi là handmade cho mọi người, đồ làm bằng tay á. Đó thì rất là cái cây len này rất là xinh, ấy cây mai này rất là xinh nha. Đó đẹp không, quá trời xinh luôn. Đó, sau đó thì tụi tôi sẽ kiểu là check in chụp ảnh và đăng lên trên Play Together. Thì chất tiếp theo, để mình nhớ chất này là chất gì, thì chất tiếp theo sẽ là chất màu xanh lá. Cái chất này tên chất gì mình quên mất tên rồi mọi người ạ. Thì sẽ có anh Nicolene, chị Lê Ngô và anh Gia Huy. Đó, thì ở đây mọi người sẽ thấy là anh Nicolene là cái con sẽ là con gà, chị Lê Ngô sẽ là con tuổi Tỵ sẽ là con rắn, và anh Gia Huy sẽ là tuổi Sửu sẽ là con trâu. Đó, tí Sửu đúng rồi, con trâu. Thì đây sẽ là team xanh lá, hình như mình nhớ là có chất chơi, chất nghệ, chất sáng tạo, chất đáng yêu với chất gì quên mất tên cái tên rồi mọi người. Để tôi đi hỏi đồng nghiệp của tôi nha, đợi xíu. Rồi tôi đã được cứu cánh rồi mọi người ạ. Chất này sẽ là chất chơi nha mọi người. Xin lỗi vì là cái sự mau quên này, chất này sẽ là chất chơi ha. Thì ok, chúng ta cùng xem thử là chất chơi sẽ làm điều gì nha. Tức là cái tiếng chất chơi á, thấy lúc trên mạng thấy chất của tụi tôi là sáng tạo cây mai, thì chất chơi cũng muốn là làm một cái gì đó để đón Tết. Thì tiếng của chất chơi sẽ dọn dẹp nhà cửa và theo cách riêng, theo cái cách kiểu chơi chất chơi của mình ha. Ok. Kiểu như là hóa trang cái nhà bình thường của mấy anh chị này thành một cái kiểu mà neon sáng rực luôn, kiểu rất là chất chơi nha. Nhìn rất là ảo nha mọi người. Thì là cái kiểu bộ đồ với là những cái khung cảnh xung quanh nó rất là match với nhau luôn ấy. Mình công nhận là cái chất chơi này ra cái chất chơi thiệt, nhìn xa ta nhìn nó kiểu ăn chơi nha. Rồi tiếp. Team thứ ba, đây team thứ ba là team có chị Xin, Chuki với là Cẩm Vi nha mọi người. Thì để tôi xem thử là con vật gì tôi quên này. À, ngọ tức dậu, ấy ngọ tức dần. Ngọ là mọi người nhìn là mọi người biết ngọ là ai không? Ngọ sẽ là chị Cẩm Vi nha. Tức sẽ là Chuki đó. Mấy bạn kêu là hóa thân của Chuki sao nhìn nó không, nó khác quá trời vậy. Thì tại vì Chuki phải hóa thân thành tuổi tức là tuổi con chó, nên là nó sẽ hơi khác một xíu. Và cuối cùng là chị Xin sẽ hóa thân thành tuổi dần là con hổ á mọi người. Ok, thì cùng xem là team này là team chất ngầu nha. Thì cùng xem là team chất ngầu sẽ làm cái gì để chuẩn bị đón Tết. Team này sẽ kiểu là gói bánh chưng, bánh tét nha mọi người ơi. Mọi người có thấy không? Để mình tua lại cho mọi người xem. Mọi người sẽ thấy là trước khi mà vào cảnh á, là sẽ có rất là nhiều cái nguyên liệu ở phần dưới. Cái này nè đó, cái chỗ của Chuki ngồi á, thì sẽ có thịt heo, nếp, tẻ các thứ, lá chuối, rồi bánh chưng nè. Thì mọi người sẽ kiểu gói bánh chưng và thả vào cái nồi bánh chưng mà đang chỗ chị Xin nó đang bốc khói quá trời đó. Thì team này sẽ là team chất ngầu sẽ gói bánh chưng bánh tét cho chuẩn bị Tết nha. Ồ, chị Xin nhảy đẹp quá à. Công nhận cái chất ngầu này kiểu cá tính, cái chất ngầu này nó cá tính mọi người ha. Kiểu nó màu cam mà nó kiểu ai cũng nhìn cũng chất ngầu lòi hết đó mọi người. Ok, đó là chất ngầu cá tính. Bây giờ chúng ta sẽ tới với chất cuối cùng. Chất cuối cùng là có chị Mai Ngô làm center. Thì đây tôi sẽ bật mí ở giữa video để mọi người khỏi phải tua xuống dưới. Đó chính là cái bộ đồ của chị Mai Ngô đang mặc này á, sẽ là cái bộ đồ sẽ xuất hiện trong game Play Together trong thời gian tới. Cách đây không lâu thì có một cái video của một bạn creator bên TikTok đăng lên là nói về cái bộ đồ này sẽ được xuất hiện ở trong một thời gian tới nữa. Bộ đồ rồng xanh hả, đúng không bạn? Thì cái bộ đồ này rất là đáng yêu và đây sẽ là bộ đồ thực sự xuất hiện trong game của chúng ta, mọi người cùng đón chờ nha.
Team này sẽ có là chị Mai Ngô nè. Cái lúc mà chuột ván này thì có phải là chị Mai Ngô chuột hay không, nhưng mà nếu thật sự là chị Mai Ngô chuột thì quá xuất sắc luôn mọi người. Chuột rất là xịn, mình không có biết chuột cái ván này mọi người ơi. À, thì chị Hiền Thục sẽ tưới hoa, còn anh Gia Huy sẽ... Anh Gia Huy làm gì tôi không biết nữa mọi người ơi. Ờ thì trò chất nghệ nên là nhìn nó rất là nghệ nha mọi người. À team này sẽ kiểu là đi mua những cái loại trái cây để mà chắc là chuẩn bị cái mâm củ quả mọi người. Mâm ngũ quả chứ hả? Chất nghệ đa tài nha, trời ơi màu sắc vọt, cái màu sắc này rất là tươi luôn á. Cái ván của chị Mai Ngô còn kiểu in hình rồng nữa, trời đẹp quá. Sơ xịn quá mọi người. Đó, à đây là mâm ngũ quả đây. Nào cũng chất, tất chất cùng play together. Tất chất cùng play là cái kiểu câu slogan của cái video này. Thì đây là sẽ điểm lại cho mọi người bốn chất nè. Chất này là chất chơi, chất kêu sáng tạo, chất chất ngầu và chất nghệ nha mọi người. À, đây là cái cảnh mà bốn team sẽ cùng với nhau tập hợp để mà ngắm pháo hoa nổ lên đó mọi người. Đó. Ôi, có trong ghê luôn nè. Xịn không? Ui, có pháo hoa các kiểu. Nó sẽ hiện lên slogan là chất nạc cũng chất, tái chất cùng play together. Cái ảnh cuối cùng tôi cũng rất là thích luôn á. Cái ảnh cuối cùng kiểu nó sẽ đủ 4 team luôn á mọi người. Nè, xịn không? Đó thì đây là toàn bộ cái MV đón Tết chất nào cũng chất, tái chất cùng play của game Play Together nha. Thì trời ơi, đó là một cái gọi là lần đầu tiên mình được đi đóng TVC, mình được đi đóng MV. Mình sẽ để cho mọi người xem một vài cái shoot mà tụi mình đi quay. Và trời ơi, thật sự hôm đó đi quay rất là vui luôn. Và mình cũng mong muốn là mọi người sẽ hưởng ứng cái video này, cái MV, cái sự kiện nào một cách thật là nhiệt tình. Và mong rằng là trong tương lai và những cái dịp lớn, ví dụ như là lễ Tết thiếu nhi hay là kiểu hè, thì chúng ta sẽ có những cái sự kiện lớn như vậy nữa. Thì mọi người nhớ là cố gắng tham gia nhiều cái sự kiện trong mùa Tết này. Ở đây đó là toàn bộ reaction của mình cũng như là giải mã những cái gọi là những cái điều ở trong cái MV này. Những bạn nào mà tua xuống cuối cùng để mà xem cái bí mật mà mình đã được bật mí ở trong cái ảnh đầu tiên á, thì mọi người vui lòng tua lại một vài đoạn để mà tìm được cái bí mật đó nha. Ở đây cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem bao nhiêu sự gì nha. Tạm biệt mọi người, sẽ yêu ra ra. Mặt tay lên.